quá dữ. Hôm nay em Phong sẽ dẫn mọi người đến với một khu rừng thuộc miền đông của Việt Nam mọi người. Kế bên khu rừng có một con hồ để chứa nước cho đập thủy điện á. Thì tháng nắng nước rút á, thì nó sẽ gom lại vào con hồ đó, và khi tháng mưa á, nước sẽ dâng lên và cá sẽ đi theo nước dâng và vào những con hồ nhỏ thuộc cái nhánh của hồ đó đó. Hồ thì có diện tích rộng lên đến gần 80 km² á mọi người. Thì ngày hôm nay á, có một chuyến đi săn con thủy quái ở hồ này nha mọi người nha. Chứ hồ này thì có rất nhiều thủy quái, thích hợp cho rất là nhiều anh em cần thủ đi câu. Ngoài cá lóc bông ra thì có cả cá mèo hoa nè, cá chép nè, cá lăn đuôi đỏ nè, cá hoàng đế nè. Xem coi mình có chinh phục được con cá lóc khủng ở nơi này không nha. Lại bữa giờ không có câu lua, mấy anh em cũng ít xem của mình, là mấy anh em của mình hình như toàn là thích lua thôi. Nên là hôm nay mình quyết định một chuyến đi xa, bây giờ mời mọi người cùng theo mình coi hôm nay mình đi câu ở đâu mà xa nha mọi người. Mong là có cá nha. Hiện tại thì ở khu vực đó đang cá rất là mạnh và cá lớn nhiều nữa, có cả cá bông nữa nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mọi người cùng di chuyển với em Phong đến điểm câu nha. Rồi mọi người, mới vừa chạy nó bị đứt dây mọi người, xui thiệt. Có cây cần cũng như không nha. Hiện tại thì anh Phong đã đến được mã đà Vĩnh Cửu của Đồng Nai nha mọi người. Hôm nay thì lại tiếp tục đi cùng chú bé, và nay có thêm một chú YouTuber nữa mọi người, là chú Bé Nguyễn Phí Sinh nha. Ở trên xe này là chú Tính đó. Giờ mình dẫn xe vô nhà của anh Phi, anh chị ngày hôm bữa mà cho mình ở nhà đó mọi người. Hôm nay là ở nhà, lên ở nhà anh chị nữa. Rồi kia vô tới trong rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây mọi người, đây là chú Bé Nguyễn Phí Sinh nha mọi người. Xin chào cả nhà đã ghé kênh của Thế Phong Phích Sinh. Rồi mọi người, kênh của chú Bảy là chú Bảy Nguyễn Phích Sinh nha mọi người. Mọi người thí dụ mà muốn ủng hộ chú thì qua kênh đó nha. Em sẽ để cái hình của cái kênh chú trên đây cho mọi người qua ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ chú nha mọi người. Rồi, chú làm đây chắc cũng mới làm đây hả chú bé? Ở chú Bảy cũng lâu rồi, cả năm mấy rồi. Dạ. Rồi mọi người nếu mà thấy yêu thích chú Bảy thì qua kênh bên kia đăng ký ủng hộ chú nha mọi người. Rồi ok, giờ mình với chú Bảy vô nhà soạn đồ đi câu với chú bé mọi người. Anh Phi. Dạ hôm nay khỏe anh Phi? Dạ. Ồ mấy gà. Đầu đây luôn đi chú Bảy ơi. Siêu dẫn vô. A few moments later. Mọi người, giờ anh Phi chủ nhà sẽ đưa mình với lại chú Bảy qua một bên bờ, còn chú bé một lát câu bờ đối diện nha mọi người. Giờ chạy ra sẽ ra chút mà không có đậu xe được, nó bị cứ như là mất xe mọi người, nên là anh Phi đưa ra dòng nha. Rồi ok, ra tới chỗ anh quay tiếp cho mọi người xem. Rồi mọi người, em đã Phong đã tới cái bãi nha mọi người. Có cá bông thở rồi chú Bảy. Tôi mày đừng có bốc quét. Đó. Có cái bãi kế bên luôn chú Bảy ơi. Đây mình thấy có một bãi cá bông ngay đây nè mọi người. Giờ mình đi sẽ lòn lòn theo mấy cái mé bờ này để mình câu nha. Đó, có cái bãi đằng kia. Rồi ok, để mình ra cần cho mình quay cho mọi người xem nè, cá bông nè.
Tháp cá đen mọi người. Tháp cá đen. Thấy cái bầy mà không ăn mọi người ơi. Quá hết rồi mọi người. Ôi. Cái này nó quá hết rồi. Nhiều quá được. Nhiều quá đi. Rồi cái bầy này nó đi như cái máy vậy đó anh em ơi. Rồi thấy không mệt luôn. Đó tháp kìa. Này là cá đen. Cá đen tháp. Câu thử coi nó ăn không. Bầy bông để cho nó đi xích xuống xíu. Mình nãy giờ mình qua không được. Rồi cái bài đó không phải vừa đâu nha mọi người. Ok giờ em sẽ theo cho bạn được cái bài đó nha mọi người nha. Hơi bị dữ anh em ơi. Mình vừa gắn cái thìa xây cho nhau nè, cho nó mạnh mạnh. Đó là mình về nhà luôn. Nếu mở đây không xong.
Không, quýnh đâu quýnh chỗ à. Ấy nó chứ. Mình quýnh không ấy thì mình xử lý cái đó. Còn cái chỗ đó quýnh cá đèn là sáng sớm rồi. Mọi người ở khu chỗ của mình nãy giờ mình câu á mọi người, nó có một bầy bông mọi người ơi, nhưng mà mình theo nãy giờ nãy thấy có một lần nó lên thở, nhưng mà hiện tại giờ chưa thấy cái bầy nó đâu nữa, nó đi lẹ quá mọi người, với lại lặn lâu quá. Trong khi mọi người để mình di chuyển qua bên đó mất tiêu luôn rồi mọi người, thấy là mình tìm hoài mà mình không thấy cái bầy đó nữa. Mình câu con ếch chà bá luôn, uổng ghê luôn mọi người. Rồi để mình ráng đi vòng vòng thử coi có nó không, coi có thấy nó không, chứ nó đi lẹ quá mình theo không kịp luôn rồi. Có một tổm gì mà nó đi mất tiêu luôn, tập thiệt. Đấy, cần luôn mọi người. Cái chỗ mà nó tì cái này nè mọi người, nó bị cái khớp này nè, xui luôn. Nay đi cần này chi với đi cần bự xíu được quá. Giờ chắc nghỉ luôn rồi, đợi mấy chú câu tới tối về luôn, chứ mình đem có con cây rồi mọi người, mình để hai cây mấy ngang ở nhà mất cái lửa nổ đoạn dây luôn, xui thiệt. Ok, để lát mình coi tình hình có mấy chú có ai dính nữa không thì mình quay mọi người xem nha, không thì mình về nghỉ ngơi rồi ngày mai lấy cần mới chiến tiếp thôi, chứ giờ đâu có cần ở đây đâu mọi người, mình bỏ nhà của anh Phi hết rồi. Ok rồi mọi người, giờ trễ rồi mọi người, chuyển mưa tới rồi nên là về luôn mọi người. Buổi chiều nay thất bại nha, gãy cái cần nữa, cá rất là nhiều luôn mọi người. Rồi ok, ngày mai em chiến tiếp rồi em quay cho mọi người xem nha, mong là có kết quả. 2 hours later. Rồi mọi người, hiện tại thì em Phong với lại chú Bảy được anh Phi á dẫn cho di chuyển được đến điểm câu, đi chắc khoảng mười mấy cây mọi người, là vừa đến điểm câu nè. Điểm này thì được chú bé chỉ cho mọi người,
điểm này chú bé quýnh cá cũng lớn lắm mọi người. Thì bây giờ mình với lại chú bé câu đây, còn chú bé với lại chú Tính với lại anh Đạt với lại anh Thành á thì câu ở trong kia mọi người. Cái mồi này nó nổi một vị xương cừu dù luôn. Rồi okay, giờ mình ra cần xong mình bắt đầu câu nha mọi người nha. Đây mọi người, trước mặt có mọi người là bên kia bè, mấy anh em đang câu đài mọi người, quá trời luôn mọi người. Bè dù. Đây, bãi câu khá là đẹp nha mọi người. Phía đằng kia có anh trai cần thủ đang câu nữa kìa. Ở đây thì có anh vừa dọn luồng câu đài luôn. Em lại hỏi anh coi có được nhiều chưa anh? Được nhiều chưa? Bự không? À. Trời câu đài. Câu lâu chưa mà mới được con à? Ba rưỡi sáng hả? Trời ơi, sớm vậy ta. Ở đây nãy giờ sáng nghe cá lóc táp dữ không? Một lúc à, xong rồi nó khôi. À dạ. Qua đây nè, qua cái này được đường vô cái bờ trái nè. Đó đó. Được rồi. Ok. Ok rồi. Cặp vậy là chắc cặp thôi á. Đúng rồi, nói con kia con cái. Con kia con đực, con này con cái nhỏ. Con cái. Đây có một rúng à? Một rúng à. Một rúng đang đực nữa. Đây mọi người, lên hàng nữa mọi người. Còn gần cá rồi nè. Rồi cá. Ok, rồi gỡ đi. Nhờ chú Bảy nhường cho câu con này chứ không phải là chết quất luôn. Không có nhớt luôn mọi người. Chú cháu không có gì đó. Nhờ chú nhường cho sáng giờ mới có cảm giác này, không phải là chết quất. 12 giờ rưỡi trưa anh trai anh ra anh câu câu cần ngu lờ. Ừ. Trời ơi vậy dám tuyên bố lên cái chẻm 4-5kg được không à? Đóng nổ anh. Nổ gốc hả? Làm được không? Lên cá. Mà nổ cần luôn rồi, cần ngu lờ. Nghe cái rắc luôn mà. Đóng. Nghe nổ cốt. Ông đóng bộ lực quá. Được không? Ừ, cũng đó nói được mà. Có bao hồi cũng nhà có hơi nhỏ à. Buồn luôn. Đây đồng đội mình lên. Giống em hôm qua. Trưa 12 giờ. Đồng Minh. Rồi mọi người đang nghỉ trưa thì anh trai anh vừa xuống có chút xíu anh lên con cá mà xui bị gãy cần rồi. Bây giờ ra cần đi câu luôn. Con cá nữa rồi đó không? Nghĩ là nắng quá cá không ăn mà rốt cuộc cá cũng ăn mọi người. Con nhái nó bị ếch nó bị nắng quá sao? Ngõm luôn rồi. Đây. Nắng quá sao mọi người? Nó nhảy nhảy giờ nó nhảy dựng 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 cái dựng ngủm luôn. Cắn mọi người, cắn mọi người. Đây mọi người, chú bé vừa lên con cá bông khoảng 2kg nha mọi người. Trời ơi con này 2kg, 2kg mấy á mọi người. To ghê mọi người. Quá dữ.